Well, the first game is toilet game. Cậu bé ở trong toilet. Chia sẻ cho mình nha mấy bạn ơi, để mình có động lực ngày càng to lớn phát triển nha. Kênh mình cũng trải qua hơn nửa năm rồi, chưa đạt được 1000 sub nữa. Mong mấy bạn hãy chung tay giúp mình lên 1000 sub đầu tiên nhé. Cảm ơn mấy bạn nhiều lắm.